Tại Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, công nghệ nâng mũi JK là phương pháp làm đẹp được nghiên cứu và phát triển độc quyền. Theo đó, thẩm mỹ đảm bảo theo quy trình an toàn và khép kín, thăm khám, tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ mũi. Bác sĩ sẽ kiểm tra tổng quát dáng mũi cũng như cấu trúc gương mặt của bạn, từ đó xem xét các khuyết điểm, đưa ra chỉ định hướng cải thiện phù hợp nhất cho dáng mũi. Nâng mũi JK đặc biệt phù hợp cho dáng mũi người Việt Nam, cải thiện các khuyết điểm mũi thấp, mũi ngắn, mũi gồ, cánh mũi bè. Đồng thời tái lập cấu trúc mũi cho những người từng thẩm mỹ mũi không thành công, thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát bằng việc sử dụng hệ thống máy nội soi chuyên dụng, đảm bảo thủ thuật nhanh chóng, chính xác nhất. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho chính bạn. Những người có tiền sử bệnh án cần được thông báo cho bác sĩ để có hướng cải thiện phù hợp nhất mà vẫn an toàn cho sức khỏe, thực hiện phẫu thuật. Tại phòng mổ hiện đại với hệ thống cơ sở vật chất vô trùng vô khuẩn, ekip bác sĩ sẽ tiến hành bóc tách khoang mũi, từ đó thực hiện chỉnh hình các khuyết điểm. Lúc này, sụn tự thân bao gồm sụn vách ngăn mũi, sụn vành tai hoặc sụn sườn sẽ cùng lúc hỗ trợ phẫu thuật kết hợp với vật liệu nâng mũi chuyên biệt an toàn. Kết thúc phẫu thuật, bác sĩ sẽ đóng vết mổ lại bằng đường chỉ khâu thẩm mỹ, đảm bảo không lộ dấu vết sẹo. Hoàn thành phẫu thuật, khách hàng có thể nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ tại viện JK Nhật Hàn trước khi về nhà, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Kỹ thuật nâng mũi độc quyền JK tại JK Nhật Hàn sẽ đảm bảo chiếc mũi của bạn được gia cố trụ vách ngăn pyramid vững chãi, kết hợp tôn tạo dáng mũi chuẩn J-line thời thượng. Nâng mũi JK đẹp chuẩn sang, thách thức mọi va chạm.